Liệu nam em có đi thi Hoa hậu Hoàng Vũ? Mới đây, nam anh đã có mặt tại buổi lễ ra mắt một game show truyền hình. Tại đây, cô chia sẻ với công chúng và báo giới về cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ sắp tới. Sắp tới đây, tôi sẽ tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ. Đó là một tâm huyết rất lớn của tôi. Tôi coi đó là sân chơi để tôi tiếp cận, có góc nhìn mới với khán giả. Tôi mong rằng, từ cuộc thi này, tên tuổi mình sẽ trở nên lớn hơn để khuấy động khán giả theo tôi thực hiện các dự án cộng đồng. Không chỉ tôi, mà anh em cũng tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ. Việc hai chị em cùng tham gia một cuộc thi thực sự là một thử thách lớn với tôi. Đây là thách thức về cả tình cảm lẫn vị trí trong xã hội. Nhưng tôi cũng coi đây là cơ hội để chị em tôi có nhiều kỷ niệm với nhau hơn. Đồng thời, chứng minh cho khán giả thấy tuy là chị em sinh đôi, nhưng mọi chúng tôi là một cá tính riêng với những điểm hoàn toàn khác nhau. Cá nhân tôi, mặc dù từng làm quen với sân khấu, công việc, nhưng tôi vẫn cảm thấy áp lực vì Hoa hậu Hoàng Vũ năm nay quy tụ nhiều hy sinh mạnh, gồm cả ngôi sao, người nổi tiếng đã có ngôi, danh vọng. Tuy nhiên, tôi vẫn tự tin vào bản thân mình, chẳng sợ gì hết vì tôi có thế mạnh, ưu điểm của riêng tôi. Nam anh nam em là cặp sinh đôi có nhan sắc ấn tượng nhất nhì showbiz Việt. Có xuất hơn là người mẫu Hoa Khôi. Tuy nhiên, trong suốt thời gian hoạt động, cả hai từng trải qua một số vụ ồn ào về đời tư. Tuy nhiên, khi trải qua những sóng gió, nam em cũng như người chị sinh đôi của mình cùng vực dậy tinh thần. Nam em lấy lại phong độ nhan sắc, hân hái tươi tắn hơn, trong khi đó nam anh được khen ngày càng hân hạng nhan sắc. Cả hai còn gây chú ý khi xác nhận việc thử sức mình ở Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2021. Cả hai được cho là có đủ nhan sắc lẫn kỹ năng để tiến đến đấu trường nhan sắc này và sẽ là đối thủ nặng ký trong hành trình chinh phục vương miện.